Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề đang rất hot. MV There's No One At All của Sơn Tùng, MTP. Khi mà xem cái clip này, mình cảm thấy rất là bức xúc. Và đó là lý do tại sao mà mình muốn chia sẻ với bạn cái quan điểm cá nhân của mình về cái clip này. Đối với mình á, Sơn Tùng là một tài năng. Mình rất là thích Sơn Tùng. Không đến mức độ là fan, nhưng mà mình thích Sơn Tùng. Mình thỉnh thoảng cũng xem các cái sản phẩm âm nhạc của bạn. Đối với mình thì đầu tiên Sơn Tùng là một chàng trai đẹp trai này, xỉ tai này, và vũ đạo hay này. Và các cái sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng mình nghe rất thích và có cái tính hiện đại ở trong đó. Mình thích Sơn Tùng, nhưng không phải là fan. Sáng nay mình xem, lần đầu tiên mình xem cái MV There's No One At All của Sơn Tùng. Mình không quá ấn tượng, nhưng mà mình ngưỡng mộ bạn. Vì mình thấy rằng bạn là một trong số ít các cái ca sĩ trẻ của Việt Nam rất là hiện đại. Và lần đầu tiên bạn làm, theo mình hình như là đây là lần đầu tiên bạn làm clip bằng tiếng Anh để, và có vẻ như là trong cái xu hướng chinh phục khán giả thế giới, chứ không còn là khán giả Việt Nam. Mình rất là ngưỡng mộ điều đó và rất là mong muốn rằng Sơn Tùng sẽ làm được điều đó, chinh phục được. Nhưng mà và mình xem chỉ thấy thế thôi. Đối với mình, trong cái cảm nhận đầu tiên của mình ở cái clip này thì là một bạn trẻ, cái nhân vật ở trong clip đó thì là một bạn trẻ đang bức bối, muốn nổi loạn với lại cái không gian xã hội mà anh ta đang sống. Anh ta tìm kiếm nổi loạn. Và ở cái cảnh quay cuối cùng đó, mà cảnh quay hiện nay đang bị rất là nhiều người lên án đó, cái cảnh mà anh buông tay ra ở trên tầng lầu, có vẻ như là tự tử thôi, chứ còn trong hình ảnh thì chỉ thấy là cái cảnh anh ta hạ mình xuống vào một cái không gian. Thì đối với mình, cái cảnh đó nó giống như là cái chuyện là anh đang muốn buông mình vào trong một cái không gian mới, tìm đi một cái không gian mới thôi. Mình không cảm giác, ngay ở lần đầu tiên mình xem thì mình không có cảm giác đây là một cái hành động gì đó nó tiêu cực, mình không có cảm xúc tiêu cực với câu chuyện này. Nhưng mà đến chiều thì dần dần trên Facebook thấy rất là nhiều, từ các KOL cho tới rất là nhiều bậc cha mẹ, rất là nhiều người thì phê phán, lên án và yêu cầu phải dỡ bỏ cái MV của Sơn Tùng. Và thậm chí là hình như bây giờ là Bộ Thông tin Truyền thông cũng yêu cầu là dỡ bỏ các MV của Sơn Tùng vì cho rằng đây là nó có những cái thứ gọi là kích động trẻ em tự tử, rồi thì có những thứ vi phạm thuần phong mỹ tục. Điều này làm cho mình cảm thấy cần phải lên tiếng. Trong cái mình xem đi xem lại 2-3 lần nữa để xem là cái cảm nhận của mình có đúng không, thì mình vẫn giữ nguyên cái cảm nhận của mình. Mình cho rằng chúng ta không thể nào, dù chúng ta yêu quý con cái của chúng ta đến đâu, mình là một thầy giáo, mình cũng rất là yêu quý học trò của mình, chia sẻ với các bố mẹ. Nhưng mà mình không cho rằng là cái quy kết là cái MV này thì sẽ cổ suý cho tự tử và sẽ làm cho các fan trẻ của Sơn Tùng, những em chưa suy nghĩ chín chắn thì sẽ vì thế mà tự tử. Suy quy kết động cơ và suy xét như thế thì rất là thiếu cơ sở và chụp mũ. Mình cho rằng là một cái, nếu mình trong vai trò của phụ huynh hay là thầy giáo thì mình sẽ không ngăn cản con mình, cũng như mình sẽ không ngăn cản học trò mình xem cái clip này, mà chắc là cũng chẳng cản được. Mà mình sẽ rất mong muốn cùng với con mình, cùng với học trò của mình, cùng thảo luận về cảm nghĩ của các em, về các em thấy gì từ cái clip mới của có thể là thần tượng hoặc là một ca sĩ mà các em thích là Sơn Tùng. Các em thấy điều gì? Và thông qua đó mình với các em sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau trao đổi về cách suy nghĩ, những cái bức bối của tuổi trẻ, những cái nổi loạn của tuổi trẻ, những cái giải pháp có thể có, và cũng trực tiếp thảo luận về tình huống tự tử để cùng nhau hiểu rõ và cởi bỏ các cái nút thắt của con cháu hay học trò của mình. Là thầy giáo hay cha mẹ, mình không cho rằng mình có thể luôn luôn chọn các cái sản phẩm tốt cho con hay cho học trò của mình, mà cái quan trọng lại là gì? Mình sẽ hướng dẫn cho con mình và cho học trò của mình cách thức đánh giá, lựa chọn, ra quyết định và
trao cho con mình cái khả năng lựa chọn thông tin cũng như khả năng được tự mình ra quyết định trong vai trò của một người trưởng thành. Chứ mình không có muốn biết, mình nghĩ rằng không ai có thể bịt mắt, bịt tai trẻ em hay thanh niên trong thời hiện đại này được. Quay lại cái câu chuyện của MV của Sơn Tùng, mình cho rằng không có bất cứ một cái, tất nhiên đây là quan điểm chủ quan của Vũ Thế Dũng, mình không thấy có bất cứ cái gì gọi là trái thuần phong mỹ tục. Còn ta cũng phải khẳng định thế này, nếu mà ta chỉ đơn giản quy kết là cứ chiếu về tự tử thì cổ suý cho tự tử, cứ chiếu về bạo lực thì cổ suý cho bạo lực, cứ chiếu phim Người Phán Xử thì tỷ lệ tội phạm tăng lên, nếu thế thì chúng ta coi thường khán giả khủng khiếp, kể cả các em nhỏ. Chúng ta đã chiếu rất là nhiều gương người tốt việc tốt, chúng ta nói chuyện về hòa bình, chúng ta có tấm gương của Bác Hồ, chúng ta có rất nhiều tấm gương của các bậc vĩ nhân. Đúng không? Và xã hội tồn tại, cái quan trọng của giáo dục không phải là chỉ cung cấp một môi trường rất là trong lành và sạch sẽ, mà là cung cấp một hiện thực xã hội, một cách rất là toàn diện của nó, ở trong góc nhìn của rất nhiều người. Và cái vai trò của người nghệ sĩ không phải là tô hồng hiện thực, mà vai trò của người nghệ sĩ là họ phản ánh cái hiện thực mà họ thấy được trong cặp mắt và bằng các thủ pháp nghệ thuật của họ. Chúng ta, mình nghĩ rằng hãy lắng nghe Sơn Tùng, xem Sơn Tùng giải thích thế nào, thông điệp mà Sơn Tùng muốn gửi tới các khán giả của anh như thế nào. MV này làm bằng tiếng Anh, chúng ta hãy thử nghe khán giả nước ngoài nói gì về MV này. Mình thực sự, về mặt cá nhân, mình rất là cảm thấy ngột ngạt và muốn phản đối cái chuyện là chúng ta nhân danh dư luận để đòi hủy cái MV của Sơn Tùng. Mình nghĩ rằng cần phải có một cái đánh giá, một cách chuyên môn, một cách khách quan, công bằng đối với tất cả các sản phẩm của mọi người. Chứ không thể nào chạy theo một cái bộ phận dư luận như vậy được. Là các bậc cha mẹ, chúng ta chịu trách nhiệm về hành vi của con mình, không thể đổ lỗi rằng là vì nó xem như thế thì nó sẽ tự tử. Nếu nói như thế thì vai trò của bố mẹ, thầy cô, của cộng đồng, của bạn bè, của các sách vở quá yếu. Đúng không? Và chúng ta đang dùng một hành vi rất là bạo lực theo cá nhân mình đối xử với một cái sản phẩm nghệ thuật của một ca sĩ trẻ tài năng, và đặc biệt anh đang có xu hướng bước ra thế giới. Tất nhiên ở đây mình không có xu hướng gọi là gì đó cổ suý cho bất cứ một cái ca sĩ, nhạc sĩ hay một sản phẩm nào. Ở đây mình đang chia sẻ một quan điểm cá nhân khi mình xem cái MV của mới này của Sơn Tùng. Đối với mình, Sơn Tùng vẫn là một ca sĩ rất là trẻ, hiện đại và tài năng. Và mình rất là mong rằng chúng ta sẽ có được cái nhìn công bằng, khách quan về hiện tượng này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm tính làm lính cả đời, ai còn phiến diện xin mời đi ra. Cả tin có nước bán nhà, ra đường ngồi với cái bà âm mưu. Thiếu thuyết phục, nói không lưu, người không chính kiến về hưu cho rồi. Tin ai trong cõi rối bời, thôi thì đi học với người giỏi hơn. Thầy Vũ Thế Dũng nhận chữa trị triệt để các bệnh về tư duy. Trị bệnh trong 2 ngày, hoàn tiền 100% nếu bệnh không dứt.